Rồi, xin chào các bạn đã quay trở lại với channel mình nha. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách thay thế cái bàn phím laptop Toshiba. Đây là cái laptop Toshiba C600 nha các bạn. Satellite C600. Đây là dòng máy cũng cổ nha các bạn. Thì cái bàn phím á, cái tình trạng cái máy á, nó xài lâu á, thì nó bị chạm nha các bạn. Có một số phím á, khi mình bấm á, nó nhảy lung tung. Cái thứ hai là khi bật nguồn lên là nó báo bít bít bít, báo bít dài, là chứng tỏ cái bàn phím nó bị chạm á. Đó. Ví dụ cái bàn phím các bạn bật cái phần mềm test lên mà nó cứ chạy chữ như vậy nè, đó là chứng tỏ cái bàn phím bị chạm. Thì bàn phím chạm thì các bạn sẽ thay thế cái bàn phím khác nha. Chứ như cái bàn phím laptop giờ nó cũng rẻ cho nên là không có sửa phím được. Cách nhanh nhất và hiệu quả nhất là bạn thay bàn phím mới. Và cái giá trị phím nó cũng không có bao nhiêu tiền đâu các bạn. Nên nếu phím của bạn ví dụ mà nó liệt một hai phím, hoặc là một số phím nào đó mà các bạn cần sử dụng, thì bắt buộc bạn cũng phải thay, chứ không có sửa được một hoặc là hai nút gì cả. Thay là thay nguyên cái bàn phím này. Bây giờ mình sẽ tiến hành thay thế nha. Đầu tiên thì bạn sẽ tắt nguồn nha. Các bạn đang xem video tại kênh Vi Tính Huỳnh Lâm, các bạn nhớ đăng ký kênh để cập nhật video mới nhé. Đó, các bạn sẽ rút dây sạc ra. Nếu mà máy các bạn có pin thì bạn tháo luôn nha. Đó, đây máy này không có pin cho nên mình không cần tháo. Đó, pin nó đã hư rồi. Rồi để tháo cái bàn phím này cũng khá đơn giản thôi. Các bạn chuẩn bị cho mình một cái vít ba ke với một cái vít chẹt thôi. Đó, ở đây nó sẽ có một cái thanh nha. Các bạn sẽ lẫy, các bạn dùng vít dẹp các bạn lẫy lên nè. Đó. Thì trên đây nó sẽ có những cái ốc phím nè, các bạn sẽ tháo ra. Đó, các bạn chỉ việc lấy ra thôi. Rồi dưới đây nó sẽ có một cái ngàm nè, các bạn sẽ dùng vít dẹp nè hoặc là nhíp, nó các bạn sẽ lẫy lên, cái dùng nhẹ thôi, dùng lực nhẹ nó để nó lẫy cái để mình rút cái cáp này ra thôi nha. Các bạn nếu mà dùng lực mạnh tay quá thì nó sẽ bung ra. Các bạn ở đây nó sẽ có cái ngàm thôi, đó, các bạn lẫy nhẹ lên nó sẽ lên thôi, cũng không cần phải dùng lực nhiều đâu nha. Đó, rồi các bạn rút cái cáp ra thôi. Phím này bị nước vô nha các bạn, cái dấu nước này là cái theo thời gian cái máy này cũng gần cái chục năm rồi nên là nó hư phím là chuyện bình thường nha các bạn. Đó, thì khi các bạn mua phím mới vậy mà nó có cái miếng dán này thì bạn tháo ra nha. Các bạn để gì bạn ịnh vô là nó không có ăn nha. Để tại vì cái mặt này là mặt than cho nên nó dán lên, nó để bảo vệ cái mặt nha các bạn. Đó. Các bạn sẽ tháo ra nha. Rồi, các bạn sẽ đưa cáp vào lại ha. Wow.
bạn dùng vít dẹp các bạn lẫy nhẹ lên đó, lẫy cái ngàm để khi chúng ta đút cáp vào thì một tiếng nữa chúng ta sẽ siết lại nha. Đó, các bạn sẽ đè dùng hai tay bạn đè đều hai bên nè. Đó, các bạn sẽ dùng vít dẹp hoặc là nhíp các bạn cố định một bên xong rồi cái bên tiếp theo nha. Đó, sau đó các bạn sẽ đút bằng kiếm vào. Rồi bây giờ các bạn sẽ nhấn sạc vào, các bạn test ok trước rồi các bạn hả lắp lại nha. Rồi thì để test một phím các bạn có thể vào trên dịch web. Đó, các bạn có thể test online. Bạn gọi cho mình test keyboard online nha. Đó, các bạn mở cái test keyboard online nè. Đó, mình sẽ test coi cái phím nào nó không ăn và nó hư. Đó, nhiều khi phím mới nó cũng sẽ hư nha các bạn, cho nên các bạn cứ test. Đó, còn cách thứ hai là các bạn sử dụng bàn phím, các bạn sẽ sử dụng phần mềm test phím nha. Rồi, nếu các bạn test ok xong rồi thì các bạn tắt máy. Rồi các bạn sẽ bắt nắp vào lại thôi. Rồi sau đó các bạn sẽ sử dụng thanh này, các bạn sẽ tắt lại nha. Được, rất là đơn giản. Rồi thì vừa rồi mình vừa hướng dẫn bạn cách thay thế bàn phím cho dòng laptop Toshiba Satellite C600 nha các bạn. Đó thì video đến đây cũng đã kết thúc. Nếu các bạn thấy có video này hay và hữu ích thì các bạn nhớ like và các bạn đừng quên nhấn chuông đăng ký để cập nhật những video mới nhất trên kênh của mình nha các bạn. Một lần nữa cho phép mình xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn những video tiếp theo nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Các bạn nhớ đăng ký kênh để cập nhật video mới.